Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 20 tháng 11 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng các tập thể cán bộ nhà giáo trong ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Những người thầy truyền lửa cho phong trào đổi mới giáo dục. 80 tác phẩm tham dự liên hoan phát thanh truyền thanh truyền hình tỉnh Hưng Yên năm 2019. Xảy ra vụ cháy tại hai công ty trên địa bàn xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, sáng nay, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh và Trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên. Chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong những năm qua trong việc tham mưu, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục rà soát, bám sát các mục tiêu năm 2019, định hướng năm 2020, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện tốt việc đổi mới nội dung giảng dạy, sắp xếp mô hình hoạt động của nhà trường nhằm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tại trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên chúc mừng tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 với nhiều kết quả nổi bật, xứng đáng là đơn vị đào tạo chất lượng mũi nhọn của tỉnh. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đổi mới giáo dục toàn diện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Các thầy cô giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải chú trọng định hướng cho học sinh, giúp các em trở thành những con người toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới và hòa nhập được với thế giới. Nhân dịp này, trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên tổ chức chung kết cuộc thi thuyết trình iSpeak và lễ hội tìm hiểu văn hóa các nước trên thế giới, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho em Nguyễn Anh Khoa, học sinh lớp 12, toán 1. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng cán bộ công chức Sở Giáo dục Đào tạo và một số trường học trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại Sở Giáo dục Đào tạo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của ngành giáo dục tỉnh nhà, góp phần đào tạo nhiều thế hệ học trò, thúc đẩy sự nghiệp phát triển giáo dục, xây dựng uy tín và thương hiệu của giáo dục tỉnh Hưng Yên. Đồng chí mong muốn thời gian tới, ngành giáo dục khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý giáo dục, truyền cảm hứng dạy tốt, học tốt, đổi mới căn bản toàn diện trong toàn ngành. Đồng thời, phải đẩy mạnh giáo dục thực hành, giáo dục đạo đức, tư tưởng và kỹ năng sống cho học sinh. Tới thăm trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành và trường Tiểu học Hoàng Lê, thành phố Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời ghi nhận biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh hai nhà trường. Đồng chí mong muốn thầy cô tiếp tục nâng cao năng lực, kiến thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà trường trong năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo. Đồng chí cho biết, trong thời gian tới, tỉnh cũng sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư cho giáo dục, tạo điều kiện để thầy cô giáo yên tâm đứng lớp, vững tâm thực hiện sự nghiệp chồng người. Mang trên vai sứ mệnh chồng người mà toàn xã hội tin tưởng trao cho, những thầy cô giáo đã và đang không quản khó khăn, hết mình vì học sinh thân yêu. Nhiều thầy cô vẫn từng ngày từng giờ truyền lửa cho phong trào đổi mới sáng tạo bằng những việc làm cụ thể thiết thực, thổi làn gió mới vào từng bài giảng, trao dồi kiến thức cho học sinh. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng tôi xin được giới thiệu về những người thầy như vậy. Đây là một tiết học ngữ văn theo phương pháp học theo hợp đồng của cô giáo Ngô Thị Thu Hương, trường Trung học cơ sở Lê Lợi, thành phố Hưng Yên. Học sinh chủ động tìm hiểu kiến thức, tự thiết kế, tổ chức một tiết học, giáo viên đánh giá và bổ sung kiến thức. Với nhiều kỹ thuật dạy học hiện đại, tích cực, những tiết học trở nên sáng tạo, hấp dẫn. Có giờ học là một buổi thuyết trình, có giờ học như một cuộc thi giới thiệu sách hoặc là hành trình khám phá tri thức và vẻ đẹp của môn văn. Học trò của cô có nhiều em là học sinh giỏi môn văn cấp thành phố, cấp tỉnh. Nổi bật là em Phạm Nguyễn Tùng Chi đạt giải 3 cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019. Nghề giáo viên giống như người truyền lửa. Muốn thắp sáng trong trái tim học trò ngọn lửa đam mê, sáng tạo và yêu thương thì trái tim người thầy phải có lửa.
Cũng với ngọn lửa nhiệt huyết 23 năm qua, cô giáo Lê Thị Thu Hương, trường tiểu học thị trấn Yên Mỹ 1, huyện Yên Mỹ, miệt mài bên những trang giáo án, thiết kế những bài giảng hấp dẫn, lý thú. Những tiết học của cô không theo khuôn mẫu mà có sự sáng tạo, tích hợp liên môn, học toán thông qua các câu chuyện cổ tích, học tiếng Việt thông qua trải nghiệm thực tế, phân vai, diễn kịch, không chỉ khiến học sinh thích thú, phụ huynh tin tưởng mà còn nhận được nhiều khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Làm sao mà cho có được cái tiết học cũng như là cái bài học đạt hiệu quả nhất, phát triển cho em, cho các em học sinh ý, một cách toàn diện hơn về cả những năng lực, là những phẩm chất, và các em học được gì thì các em phải biết vận dụng những cái kiến thức đó vào thực tế. Dù giảng dạy môn thể dục vốn bị coi là môn phụ, nhưng thầy giáo Trần Hồng Công, trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân huyện Kim Động đã truyền cảm hứng luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe cho học trò, đồng thời thúc đẩy phong trào thể thao trong nhà trường. Đội tuyển điền kinh do thầy huấn luyện luôn giành giải cao tại các giải Việt dã của tỉnh, của ngành như huy chương vàng giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2019, huy chương bạc giải điền kinh tỉnh Hưng Yên năm học 2018-2019. Song song với công tác chuyên môn, thầy Công còn là bí thư đoàn trường năng động, sáng tạo, thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các câu lạc bộ thiện nguyện, sách và hành động, guitar. Trong giờ học thì thầy luôn luôn tạo một cái không khí sôi nổi cho lớp để giảm bớt cái căng thẳng áp lực cho các bạn sau những cái giờ học căng thẳng. Và đặc biệt là thầy luôn luôn tạo một cái không khí để các bạn không nghĩ đây là một cái môn học phụ, luôn luôn lắng nghe và lắng nghe những cái suy nghĩ mà chúng em chia sẻ. Mỗi người một cách thể hiện trách nhiệm của mình trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Nhưng với tình yêu nghề, yêu học trò, các thầy cô đều đã và đang là những người truyền cảm hứng, khích lệ học sinh tiến xa trên con đường học tập và tương lai phía trước. Hòa chung không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật, huyện Khoái Châu đã tổ chức chương trình Ngàn lời tri ân, thu hút sự tham gia của đông đảo giáo viên, học sinh. Chương trình là dịp để thầy và trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật ôn lại những truyền thống vẻ vang, gửi tấm lòng tri ân, tôn vinh và tinh thần tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn đến các thế hệ giáo viên nhà trường. Không chỉ vậy, với các hoạt động phong phú đa dạng như màn chống hội, các tiết mục văn nghệ về mái trường, về thầy cô, bạn bè, hùng biện theo chủ đề báo tường, chương trình đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp cán bộ giáo viên và học sinh tích cực, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Quý vị và các bạn, sáng nay, với tỷ lệ tán thành hơn 90%, Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi với những nội dung quan trọng là tăng tuổi nghỉ hưu, thêm một ngày nghỉ lễ và giữ nguyên số giờ làm việc. Bộ luật quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Bộ luật cũng bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ là ngày liền kề trước hoặc sau ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bộ luật giữ nguyên thời giờ làm việc bình thường như quy định của bộ luật hiện hành là 48 giờ trên tuần và có lộ trình điều chỉnh giảm giờ làm việc bình thường vào thời điểm thích hợp. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật đầu tư sửa đổi và dự án luật doanh nghiệp sửa đổi. Thảo luận về luật đầu tư sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại cho phép kinh doanh đòi nợ thuê sẽ giúp xã hội đen núp bóng doanh nghiệp. Nhiều nơi xuất hiện tình trạng lợi dụng đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ để biến tướng thành các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Từ thực tiễn công tác và ý kiến kiến nghị của cử tri, tôi thấy rằng việc chính phủ đề nghị chuyển ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ từ ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sang ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh là phù hợp. Ở đây không phải không quản được thì cấm,
mà vì ngành nghề này gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng trên thực tế, nhu cầu đòi nợ thuê xuất phát từ suy nghĩ việc kiện ra tòa sẽ mất thời gian, chi phí kiện tụng, hoặc ngay cả khi người nợ bị xử lý vi phạm thì cũng khó đòi lại được tiền nợ. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ theo tôi không nên đưa điều này vào ngành nghề cấm kinh doanh, vì xét về hình thức đây cũng là một hoạt động kinh doanh đáp ứng cái yêu cầu của cuộc sống. Tôi cho rằng vấn đề là các cái cơ quan chức năng như công an, chính quyền địa phương phải vào cuộc và có chế tài quản lý chặt chẽ, truy tố hình sự đối với những người đòi nợ thuê có hành vi bạo lực côn đồ, chứ không phải là quản lý không được rồi ngăn chặn và cấm. Thảo luận về luật doanh nghiệp sửa đổi, việc có nên đưa hộ kinh doanh vào luật hay không là vấn đề vẫn còn có ý kiến khác nhau. Hiện nay, hộ cá thể ở Việt Nam khoảng 5 triệu hộ, có đóng góp vào GDP nhưng đóng thuế rất hạn chế. Đại biểu cho rằng đã đến lúc không để hộ kinh doanh tự phát triển bên ngoài luật và không để họ bị bỏ lại phía sau. Đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của luật doanh nghiệp không phải là xóa bỏ hộ kinh doanh, cũng không phải là ép buộc hộ kinh doanh phải chuyển đổi thành công ty hay thành doanh nghiệp tư nhân, cũng không bắt buộc các hộ kinh doanh phải thay tên đổi họ, mà chỉ để chính danh họ trong luật. Không để hộ kinh doanh bị bỏ lại phía sau. Để bảo vệ hộ kinh doanh, để đảm bảo minh bạch hóa, nâng cao năng lực thúc đẩy sự phát triển của các hộ kinh doanh, tên của hộ kinh doanh vẫn là hộ kinh doanh. Tuyệt đối không có chuyện qua một đêm ngủ dậy thì ông chủ quán phở hôm qua trở thành giám đốc doanh nghiệp hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khi tỉnh có chủ trương không tiếp nhận các dự án rời lẻ, việc thành lập các cụm công nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh hợp tác đầu tư, phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Vì vậy, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp đã được phê duyệt trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Huyện Ân Thi hiện có 4 cụm công nghiệp được phê duyệt, đó là cụm công nghiệp Văn Nhuệ, cụm công nghiệp Quang Vinh, cụm công nghiệp Đặng Lễ, Quảng Lãng và cụm công nghiệp xã Phù Ổng. Tất cả các cụm công nghiệp này đều có diện tích từ 50 đến gần 100 hectare. Ngành nghề hoạt động chủ yếu là phát triển công nghiệp gia dụng, cơ khí, chế tạo, lắp ráp, điện tử, điện lạnh, thực phẩm, dược phẩm, đồ uống, đồ gỗ, kho bãi, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Nếu đạt được mục tiêu như quy hoạch, Ân Thi sẽ giải quyết được việc các doanh nghiệp không quá tập trung vào gần khu dân cư, dễ gây ô nhiễm môi trường, trong khi quỹ đất vẫn còn nhiều, đặc biệt là việc kéo giãn các doanh nghiệp ra những khu biệt lập. Bộ Tài nguyên Môi trường thì cũng đang có văn bản xem là các cái cụm công nghiệp. Thì một là cái hướng dẫn để chúng tôi có cái quyết định thu hồi đất, đã được phép là thu hồi đất. Cái thứ hai là cái hướng dẫn rõ là các cái cụm về chính sách đất đai, khi mà các doanh nghiệp trong cụm thì được định giá cái đất, tỉnh định giá cái đất hay là phải đấu giá đất để thuê, đấu giá để thuê đất. Thì hai cái này đang còn chờ chính sách. Một số hợp tác xã làng nghề của tỉnh cũng rất mong muốn cho các xã viên doanh nghiệp ra thuê đất tại các cụm công nghiệp được quy hoạch, đặc biệt là các ngành nghề dễ gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó là các doanh nghiệp mới thành lập, các nghề có quy mô và tính chất nhỏ, chưa có điều kiện để thuê diện tích lớn. Nhân dân là sản xuất trong nhà là không đảm bảo cái môi trường, cho nên là anh em tôi là muốn đề nghị tỉnh là sớm phê duyệt cái cụm công nghiệp, tạo điều kiện cho bà con ra cái cụm công nghiệp để mà sản xuất. Một là tập trung cái quản lý cho nó tốt, hai là tránh được cái ô nhiễm môi trường. Cái nhà đầu tư là sớm triển khai là cái hạ tầng để cụm công nghiệp để tiến tới cho bà con sớm ngày nào là bà con phấn khởi ngày đó. Tỉnh Hưng Yên đang quy hoạch 59 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 3.000 ha, trong đó giai đoạn đến năm 2020 là 33 cụm công nghiệp với diện tích 1.400 ha. Hiện thu hút được 536 dự án đầu tư vào cụm công nghiệp. Có 11 cụm công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy 30%, 4 cụm đạt tỷ lệ 60-80% và 4 cụm đạt tỷ lệ lấp đầy 100% diện tích. Các ngành chức năng của tỉnh đang có nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các cụm công nghiệp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh thì có 3 huyện đã đạt được tiêu chí. Đó là Văn Lâm thì đã đưa được cụm Minh Khai vào đi vào hoạt động, Phù Cơ và Ân Thi thì mỗi huyện thì đã mời gọi một số các nhà đầu tư về, thì Công Thương cũng đã phối hợp các ngành đang thẩm định hồ sơ đăng ký các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật để trình Ủy ban tỉnh tiếp tục nghiên cứu để tiếp nhận các nhà đầu tư về đầu tư cái hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo chỉ đạo của tỉnh là không tiếp nhận các dự án rời lẻ. Đấy.
ảnh hưởng đến cái môi trường đầu tư cũng như môi trường. Chính vì vậy chúng tôi cũng cùng với ngành công thương đã tham mưu an tỉnh thực hiện nghị định số 8 đã ra quyết định 25 của an tỉnh là chính sách ưu đãi đầu tư về hạ tầng giao thông điện và cấp thoát nước. Thì đây là một chính sách ưu tiên cho cái hạ tầng cho cụm nghiệp, kêu gọi các nhà đầu tư. Phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là một trong những nội dung cụ thể hóa nghị quyết số 07 về chương trình phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 của tỉnh ủy. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp các ngành triển khai với những kết quả bước đầu là thành lập phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1 trên 500 và mời gọi các nhà đầu tư vào triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Với mong muốn cụ thể hóa các hướng dẫn của luật để không chỉ hoàn thành mà sớm đưa các cụm công nghiệp vào khai thác, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nông thôn vào hoạt động. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng nước sạch, từ đầu năm đến nay, Hưng Yên đã có thêm hơn 40.000 hộ dân sử dụng nước sạch, nâng tỷ lệ hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch toàn tỉnh lên 54%. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 44 hệ thống cấp nước sạch tập trung đang hoạt động. Hầu hết các công trình hoạt động đã cấp nước sạch đạt quy chuẩn cho nhân dân. Đến hết tháng 10 năm nay, toàn tỉnh đã có trên 179.000 hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch đạt tỷ lệ 54%. Hiện nay vẫn còn một số xã trên địa bàn tỉnh chưa xây dựng được mạng đường ống dân sinh cấp nước sạch, chưa có công trình cấp nước sạch phục vụ theo phân vùng như nhà máy nước sạch Mỹ Văn và nhà máy cấp nước An Sinh. Để 100% người dân trong tỉnh được dùng nước đạt quy chuẩn, các đơn vị cấp nước cần tiếp tục đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình cấp nước. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường phối hợp, vận động để nhân dân hưởng ứng, đấu nối và sử dụng nước sạch thường xuyên, ổn định, đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả. Theo báo cáo kết quả ngoại kiểm chất lượng nước của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong tháng 10, hệ thống cấp nước tập trung xã Phụng Công, huyện Văn Giang tiếp tục vi phạm chất lượng nguồn nước. Qua kiểm tra, 38 trên 39 cơ sở cấp nước có mẫu nước đạt quy chuẩn. Riêng hệ thống cấp nước tập trung xã Phụng Công, huyện Văn Giang có hàm lượng nitrit vượt quá giới hạn cho phép ở mẫu quy nguồn. Đây là nhà máy do Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn quản lý. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ cho phép nhà máy này cung cấp nước sinh hoạt phục vụ việc tắm giặt vệ sinh, không sử dụng để ăn uống cho đến khi khắc phục xử lý xong sự cố về chất lượng nước hoặc tìm được nguồn cấp nước mới. Thực hiện với các nội dung không tệ nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường, không lãng phí hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang, phong trào khu dân cư 30 tại xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào đã và đang nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện phong trào xây dựng khu dân cư 30, xã Ngọc Lâm đã tích cực vận động các gia đình thực hiện điện táng người thân qua đời, xây cất bộ mả theo hàng lối, kích thước quy định. Hiện 5 trên 5 thôn đã quy hoạch thực hiện xây dựng nghĩa trang đồng bộ, xây dựng bãi rác tập trung, thành lập các tổ dọn vệ sinh môi trường 2 lần một tuần nhằm đảm bảo đường làng ngõ xóm được xanh, sạch đẹp. Ngoài ra các thôn còn thành lập các tổ liên gia tự quản, ký cam kết đảm bảo công tác an ninh trật tự tại địa phương. Vào lúc 5 giờ 20 phút sáng nay, tại thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu đã xảy ra vụ cháy ở công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Hoàn và công ty Mai Châu Hưng. Thông tin ban đầu, ngọn lửa bắt nguồn từ một phân xưởng chế biến gỗ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Hoàn, sau đó lan sang công ty Mai Châu Hưng. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Ngoài ra, các cơ quan chức năng, công an huyện tới điều tiết giao thông để hỗ trợ công tác chữa cháy. Ở cháy tôi phát hiện ra từ lúc đúng chính xác nhìn thấy là 5 giờ 20. Bán hàng ở bên kia đường thì mới biết chưa, ở trong nhà làm hàng trong nhà thì không biết, thì là thấy bắt đầu mà mới nhìn thấy là thấy khói nó đi bay ở xuôi, thì cũng chỉ nghĩ là nhà bà ấy mọi khi là cứ sáng ra tầm sáng là bà ấy hay sang đốt những cái mùn rất vớ vẩn thôi. Thế nhìn lên lần nữa thì bắt đầu mới thấy sáng, thế là chạy sang gọi thì xa đến nơi là cứ thấy là bùng nên là cháy to thôi. Do bên trong hai công ty có vật liệu là gỗ vải dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất dữ dội. Sau 6 tiếng đồng hồ, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin khác.
Trong 3 ngày từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 11, Ban giám khảo Liên hoan Phát thanh Truyền thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên tổ chức chấm thi các tác phẩm tham dự liên hoan để chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất vinh danh tại lễ bế mạc vào ngày 24 tháng 11. Liên hoan có sự tham gia của các phòng khối nội dung, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh 10 huyện thành phố thị xã và các đơn vị có chuyên trang, chuyên mục phát trên sóng phát thanh truyền hình, Đài Truyền thanh các xã thị trấn. Ban tổ chức liên hoan đã nhận được 70 tác phẩm ở 4 thể loại: phóng sự ngắn truyền hình, phóng sự dài truyền hình, phóng sự phát thanh, chương trình phát thanh 15 phút đối với đài huyện. Riêng với thể loại chương trình phát thanh đối với đài xã năm nay đã có sự đổi mới. 10 đơn vị tham gia sẽ thi làm phát thanh trực tiếp tại trường quay S9 Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau 3 ngày chấm thi, ban tổ chức sẽ chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để vinh danh tại lễ bế mạc diễn ra vào ngày 24 tháng 11. Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến thành phố Hưng Yên vừa tổ chức khai mạc lễ hội Võ Miếu năm 2019 kỷ niệm ngày mất Quan Thánh Đế. Võ Miếu thờ Quan Thánh Đế Quân hay còn gọi là Quan Công, một nhân vật lịch sử thời Tam Quốc Trung Quốc. Ông là một vị tướng tài ba, võ nghệ cao cường, được nhân dân suy tôn là bậc thánh thần và được thờ ở nhiều nơi. Võ Miếu ở thành phố Hưng Yên được xây dựng vào thời Cảnh Hưng, đời vua Lê Hiển Tông, được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1998 và là một trong 16 di tích thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Lễ hội Võ Miếu năm nay được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11, tức từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 âm lịch, với nhiều hoạt động như dâng hương, tế lễ, văn hóa văn nghệ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.